Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Y tế tuyên bố chấp thuận đề nghị của Sở Y tế Hà Nội xác định ca COVID-19 qua xét nghiệm PCR và test nhanh do nhân viên y tế hoặc người nghi nhiễm tự thực hiện dưới sự giám sát. Cụ thể, ca bệnh nghi ngờ có xét nghiệm dương tính bằng PCR hoặc test nhanh do nhân viên y tế, người bệnh thực hiện với sự giám sát của nhân viên y tế, riêng người không có triệu chứng, nhưng có yếu tố dịch tế cần phải có kết quả xét nghiệm dương tính bằng PCR hoặc hai xét nghiệm test nhanh bằng hai test khác nhau sẽ được xác định là ca nhiễm Covid-19. Các cách xác định ca dương tính này đã được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 vừa qua. Từ thời điểm thành phố Hồ Chí Minh có số ca mới gia tăng và đã có tới 150.000 ca dương tính phát hiện thông qua test nhanh. Đồng thời phương thức này cũng được áp dụng để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện.